Mình thấy khá là phấn khích khi mà giải đấu AWC quay trở lại. Đến với AWC 2021 thì mình cảm thấy rất là áp lực khi mà bọn mình đang là đại diện số 1 của Việt Nam và là đương kim vô địch AWC. Gak nyangka sih perasaan gue, karena tadinya Indonesia tuh cuma dapat satu slot, terus tiba-tiba kita dapat informasi kalau misalkan Indonesia tuh dapat dua slot. Jadi ya itu perasaan gue. Karena ออก ต่าง ประเทศ ทุก ครั้ง ก็ มี คุณ ค่า สำหรับ ทีม เรา ทุก ครั้ง นะ ครับ เพราะ ว่า เป็น รายการ นานาชาติ แล้ว เรา ก็ ยัง ไม่ ได้ แชมป์ ใน รายการ นานาชาติ 这次世界赛大家平均实力都蛮好的，所以这次 AWC 会特别刺激。Menurut gua region-region yang harus dikhawatiri yaitu region Thailand, Vietnam, dan Chinese Taipei. Karena ketiga region itu merupakan kontender terkuat untuk memenangkan AWC tahun ini. ดีใจครับไม่เสียใจด้วยรู้สึกว่าเราต้องเล่นให้ดีขึ้นเพื่อที่จะผ่านกลุ่มนี้ให้ได้觉得我们这组确实是个死亡之组，但我们会尽力拿下比赛，晋级八强赛的。Yang lebih gua khawatirkan adalah bukan siapa lawan kita, tapi bagaimana cara kita tampil konsisten melawan tim sekelas mereka. Tên và bảo tử thần cũng không khiến mình cảm thấy lo lắng lắm, mà thậm chí khiến bọn mình còn phấn khích hơn khi mà được gặp các đối thủ mạnh ngay từ vòng bảng. Trong tất cả những giải đấu mà team Phan có mặt thì bọn mình luôn bị rơi vào bảng đấu khó. Vì vậy, vượt qua bảng đấu tử thần đã trở thành thói quen của mình rồi. ก็คิดว่าเป็นผู้ต่อสู้ที่เก่งครับก็เป็นถึงแชมป์โลกทั้ง2ทีมนะครับทั้งแฟตทั้งแมทก็เป็นทีมที่น่าจะตามองhiện tại thì mấy team đang là hàng đầu số 3 của Đài Bắc Trung Hoa. Tuy nhiên khi ra đấu trường quốc tế với sự giá rẻ của mình thì họ luôn được coi là một đội tuyển hàng đầu. Còn về phần của Buriam thì mình cảm thấy họ đang có phong độ khá là thất thường khi liên tục phải nhận thất bại từ giải đấu quốc nội cho đến vòng tuyển chọn AWC. Tuy nhiên thì bọn mình sẽ không vì thế mà xem thường khi đối đầu với Buriam. 小组赛最硬的应该是 FL 吧？对，因为 Buriam 的配合好像这一季没有打得很好，然后 FL 他们的 BP 啊，然后有些战术蛮麻烦的，对。ทีมนี้ก็เป็นทีมที่เล่นดีนะครับผมเล่นดีแต่ว่าเหมือนการแข่งขันที่บ้านเขาไม่ได้ดุเดือดเท่ากับประเทศอื่นๆนี่ครับ Bukan sulit tapi akan menjadi menarik karena kita akan melihat hasil dari proses latihan kita saat bertanding melawan tim sekelas mereka 信心一定要有啊但比赛场上就是不一定看状况我最想对到的应该还是 FL， 因为 ADC 前阵子是退役的嘛，又突然回来打了，然后我觉得他实力应该有些进步的幅度，所以我想跟他交手看看。Ở những kỳ quốc tế trước thì Nguyên cũng như đội tuyển của họ đã khiến cho VinFast phải trải qua nhiều thất bại cay đắng. Vì vậy cho nên lần này mình muốn đối đầu nhất với anh ta để giải quyết một phần nào nợ nần ân oán. ผมว่าน่าอยากตอบตรงว่า XB นะครับว่าเขาเป็นเมทที่เล่นเก่งแล้วก็โซนที่เพื่อนเก่งสกิลเพย์ด้วยครับแล้วก็เรื่องงานแบบเขาค่อนข้างดีด้วยDến với AWC 2021 lần này thì bọn mình đã bổ sung thêm một xạ thủ trẻ đó chính là YT. Nếu có YT trong đội hình của bọn mình thì sẽ giúp cho bọn mình có lối chơi đa dạng hơn, có lối đánh chắc chắn và sẽ khó bị đặt mắt hơn. 就季初我们换了一个新人凯撒路，然后我们的成绩不太理想，然后我们经过了调整，希望我们在这次 AWC 能一条心拿下比赛。优点就是我们的角色都会拿得很强势，所以打架会特别的激烈。缺点的话就是因为小组赛是打。Bow 2嘛，然后进了八强就是打 Bow 7，所以那个差距会很明显，选角的方面跟战术的方面。Về thể thức Bow 2 thì mình nghĩ tất cả các đội sẽ chọn cho mình những cái bài mạnh nhất và mình nghĩ rằng cái phần cấm chọn sẽ là phần vô cùng căng thẳng và người hưởng lợi đến từ thể thức này đó chính là hai khu vực Việt Nam và Thái Lan bởi hai khu vực này có lối đánh chuỗi giao tranh và vô cùng khát máu. 因为小组赛虽然一个礼拜都没有休息，但就是跟团练一样，平常心去面对就好。Với lịch thi đấu dày như này thì mình nghĩ rằng sẽ khó khăn cho các đội tuyển mới tham gia. Còn đối với team mình thì bọn mình có đủ tâm lý và thể lực cho nên sẽ không có khó khăn gì cả. Kalau khawatir sih enggak ya, karena apa ya? Karena ya kita udah latihan, udah cukup latihan, jadi belum sih, belum terlalu cukup. Tapi enggak lah, kita enggak bakal khawatir tentang hal-hal seperti itu. Kita duduk biasa aja, serain aja semau. Keinginan gue adalah gue pengen bisa ngasih perlawanan di tim-tim yang disebut grup neraka ini dan target gue adalah gue bisa masuk playoff AWC tahun 2021. ผมว่าเราเพลเยอร์ทุกคนก็คงจะต้องทำการบ้านอย่างมากเลยครับผมเพราะว่ามันเป็นกลุ่มอัปเดตแล้วก็เอาแค่2ทีม
ซึ่งถ้าเราพลาดแม้แต่เล็กน้อยก็อาจจะทําให้เราตกรอบได้เลยก็เป้าหมายผมก็อย่างแรกก็ผ่านกรุ๊ปวอลเดย์ไปได้ครับแล้วก็เราจะไปคว้าแชมป์ให้ได้ครับส่วนเราอยู่ในชีวิตแต่我们还是有信心可以挺进八强赛的就我们大家一起加油一条心把比赛拿下来năm nay tập thể Team Frag đặt mục tiêu là phá vỡ kỷ lục của chính mình vào năm 2019 vì vậy để hoàn thành mục tiêu này thì trước mắt bọn mình phải đạt chức vô địch AWC 2021 AWC 2019 là niềm tự hào của Team Frag và của Việt Nam và hào quang vô địch sẽ được bọn mình nối dài trong giải đấu lần này. Arena of Valor World Cup 2021 ร่วมเชียร์ทีมไทยไปพร้อมกัน19 มิถุนายนนี้